Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 23. Vài ngày sau, Thẩm Ân mới gặp lại Nguyễn Nguyễn ở chợ. Cơ mà, tiểu cô nương không còn mỉm cười ngọt ngào rồi chạy về phía chàng như trước nữa, ngược lại nàng bò đến đầu hẻm cách đó vài mét để lộ nửa cái đầu cùng đôi mắt hạnh ngập nước bẽn lẽn nhìn xung quanh nơi chàng đứng nàng cho rằng nàng giấu cơ thể bé nhỏ của mình vào góc rẽ thì chàng sẽ không thấy nhưng ngay khi chàng ngẩng đầu lên thì chàng đã lập tức nhận ra nàng trước kia khi bị thúc giục chàng mới miễn cưỡng di chuyển đây là lần đầu tiên mẫu thân thầm thấy con trai chủ động rời khỏi quán ăn bà ấy bèn hỏi một câu con đi đâu vậy cơ thể chàng khựng lại thẩm ân rũ hàng mi dài che khuất ánh sáng mong chờ trong mắt, nhỏ giọng trả lời, dạo một vòng thôi. Đi dạo một chút cũng tốt, cả ngày cứ hậm hực một mình, còn đừng đánh lộn với người ta như hôm trước đấy. Mẫu thân thầm dặn dò cẩn thận, dẫu lòng bà ấy còn bồn chồn không yên nhưng vẫn để thầm ân rời đi. Thấy cậu bé cách mình càng gần, Nguyễn Nguyễn có tật giật mình nhanh chóng rụt đầu lại. Nàng sững sờ tại chỗ vài giây, xoắn suýt cầu mong bản thân không bị phát hiện lỡ như bị phát hiện nàng có nên đi trước hay không chỉ là nàng còn chưa kịp lựa chọn cậu bé cao hơn nàng một khúc đầu đã chạy tới trước mặt bóng người ngược sáng chặn nàng giữa bức tường cao thẩm ca ca tiểu cô nương ngước đầu nhìn chàng đôi mắt to tròn bị ánh mặt chiếu nên hơi híp lại nàng thấp giọng hô một tiếng ngón tay vì bất an mà bấu vạt áo choàng thím thẩm phạt huynh không được ăn cơ mà trong mắt một cô bé tầm 4, 5 tuổi, không được ăn cơm là một hình phạt rất nặng. Nàng nhớ tới vị ca ca nhà họ Vương kia, ở trường không chịu nghe lời, chọc thầy giận tới mức rậm chân. Sau khi dì Vương biết, dì ấy bèn phạt vị ca ca kia không được ăn cơm tối. Không có, đối diện với ánh mắt ân cần của tiểu cô nương, thẩm ân nhếch khóe miệng, lắc đầu phủ nhận. Mẫu thân không phạt chàng không được ăn cơm, bà ấy chỉ bắt chàng quỳ trước cửa hai tiếng thôi. Chàng chưa nhận ra lỗi sai của mình thì bà ấy không cho đứng lên. Ngày đông giá lạnh, mặt đất lạnh lẽo ghê người. Chàng đã quỳ bốn tiếng đồng hồ giữa cơn gió lạnh rít thấu xương. Từ đầu gối xuống phần cẳng chân đông cứng đến nỗi mất đi chi giác. Nhưng chàng vẫn không thấy bản thân mình có lỗi. Những người đó bắt nạt chàng cũng được. Nhưng làm sao có thể bắt nạt Nguyễn Nguyễn Cơ chứ? Nàng chính là người bằng hữu đầu tiên của chàng đương nhiên không thể trơ mắt đứng xem nàng bị bắt nạt được, đặc biệt là bởi vì Nguyễn Nguyễn muốn giúp mình. Trong lòng thực sự không chịu nổi, sau bốn tiếng quỳ gối dài đằng đẵng, cuối cùng mẫu thân thầm cũng để chàng vào nhà sưởi ấm. Nhưng lúc đấy, chân chàng đã sớm cứng ngắc, khí lạnh tràn đầy hai lá phổi, suýt chút nữa ngất lim. Dẫu vậy, chàng không để lộ điều ấy, không khóc không nháo, cắn răng bước từng bước thật chậm dường như trên mặt thẩm ân chẳng hề đượm vẻ bi thương gương mặt chàng lại như thùa ban đầu giọng nói tự dưng dịu dàng hẳn muội tới tìm ta à sao muội chưa đi ta sợ huynh bị thương nên ta đến thăm huynh mấy hôm trước ta cũng tới mà không thấy huynh đâu cả tiểu cô nương bới móc hòng tìm thứ gì đó trong túi sau đó đôi tay nhỏ nhắn đưa đến trước mặt chàng vài viên kẹo nho nhỏ nằm yên tĩnh giữa lòng bàn tay nàng giấy gói kẹo đủ mọi màu sắc tỏa sáng dưới những tia nắng sáng ngời, cực kỳ đẹp đẽ. Thấy thẩm ân không đáp, Nguyễn Nguyễn trực tiếp nhét nó vô bàn tay đang buông thõng bên hông chàng, cười ngại ngùng, tiền của ta chỉ đủ mua một ít kẹo, ta ăn một nửa, nửa còn lại ta để dành cho thẩm ca ca đấy. Sống nhờ nghề bán rau cải, cuộc sống sinh hoạt của chàng còn muôn vàn khó khăn. Mấy thứ kẹo đường xa xỉ như này, chỉ ngày Tết chàng mới được ăn mấy mẩu. Hoặc là ăn đồ thừa sau khi thờ cúng tổ tiên, tảo mộ. Biết rõ tình hình kinh tế nhà mình ra sao, cậu bé hiểu chuyện chưa bao giờ mở miệng vòi vĩnh bất cứ điều gì. Nhưng suy cho cùng, chàng mới chỉ là một cậu bé 6, 7 tuổi, do người ta có được khiến chàng cũng cảm thấy hơi ghen tị. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay chứa đầy kẹo ngọt một hồi lâu, viền mắt chàng phủ kín sương mờ, thẩm ân giơ tay xoa đầu tiểu cô nương, trái tim càng thêm mềm mại ta rất thích, cảm ơn muội. Đừng khách khí, Nguyễn Nguyễn xấu hổ che kín mặt mình, nàng vốn vô cùng vui vẻ bỗng nghĩ tới một vấn đề, nàng bèn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế mai sau ta có thể tìm thẩm ca ca chơi ư? Do dự một lúc, giọng nói trẻ thơ hơi ủ rũ, hình như thím thẩm không thích ta, bà ấy đồng ý cho huynh chơi cùng ta chứ? Cảm xúc của tiểu hài tử là thứ nhạy cảm nhất, nàng không biết nguyên do, càng không biết được tâm tình chuyển biến như thế nào. Nhưng nàng thấy rằng thái độ của mẫu thân thầm thay đổi rõ rệt, không thể nói là ác ý, nhưng tuyệt đối không phải là quý mến. Bà ấy không ghét muội đâu, thẩm ân nhanh chóng trả lời, câu nói vừa chân thành vừa đáng tin cậy. Bà, bà ấy chỉ không thích chúng ta chơi trên chợ bởi vì chợ nhỏ quá không có gì chơi, sau này có khả năng chúng ta không thể chơi ở đấy nữa tiểu cô nương ngu ngơ tin tưởng, nàng cứng đầu cứng cổ hỏi, thế chúng ta chơi chỗ nào? Thẩm ân mỉm cười thần bí, khuôn mặt phủ kín bớt đỏ bỗng dưng trở nên sinh động. Dù đã đội mũ trùm đầu nhằm che giấu nó, đôi mắt lộ ra bên ngoài đen nhánh, sáng bóng, tựa viên hắc thạch đen kịt. Tiểu nam tử không nói lời nào, chàng rất nguyễn nguyễn đi dọc theo con đường quê ngoằn nghèo rồi rời khỏi làng, sau đấy cả hai cùng leo lên một gò núi nhỏ. Nơi đây không chỉ có tầm nhìn rộng lớn mà còn có một tảng đá lớn phẳng phiêu, đủ cho hai người nằm. Xung quanh phủ đầy cỏ dại, khiến người ta rất khó phát hiện. Qua, wow, đứng đây, nhìn thấy hết làng luôn, tiểu cô nương chưa trải sự đời gieo hò thành tiếng, niềm vui từ tận đáy mắt nhuộm kín khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng cười của nàng như chuỗi chuông bạc đang reo réo rắt. Chiếc chuông ấy bị những ngọn gió thổi bay, âm thanh vang vọng mãi trông thấy Nguyễn Nguyễn thích nơi này, thầm ân thể hiện tính tình trẻ con sẵn có của tuổi một người, chàng cong môi hài lòng, ta tình cờ tìm thấy nó đấy, không khí nơi này khá tốt, thỉnh thoảng ta sẽ tới đây chơi. Sau này muội muốn tìm ta, cứ tới chỗ này nhé. Nếu huynh không ở đây thì sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước chớp chớp. Ta sẽ luôn ở đây. Mỗi lần họp chợ, trước khi trời sáng cậu sẽ dậy để đi hái rau về bán sau khi mẫu thân thầm thức dậy hai người ăn sáng qua loa rồi chàng gánh hai rổ rau to đùng đến chợ thực ra chàng chẳng giúp được gì nhiều nhiều lắm là nhận tiền phụ tiền cho người ta sở dĩ chàng đứng canh hàng rau nhà mình là vì cậu không có chỗ nào để đi hết không ai chào hỏi chàng không ai chơi cùng chàng đi đến đâu chàng cũng cô đơn lẻ bóng một mình nhưng bây giờ đã khác có người nhớ chàng như đã hứa hàng ngày thẩm ân sẽ leo lên gò núi phẳng kia chờ người, Nguyễn Nguyễn không tới thường xuyên được. Đôi lúc là mỗi ngày hoặc một hai ngày, ngẫu nhiên là ba bốn ngày đến một lần. Nhưng tóm lại, ngày nào chàng cũng chờ. Quan hệ giữa hai người ngày càng tốt, tiểu nam tử vốn tự ti cuối cùng cũng buông bỏ phần mặc cảm hèn mọn, chàng chủ động tháo mũ trước mặt Nguyễn Nguyễn, vô bầy dáng dấp thật sự. Xuân qua đông tới trong nháy mắt, tiết trời dần dần ấm lên. Thế nhưng, lần đó Nguyễn Nguyễn không tài nào ngủ nổi, âm thanh ầm ĩ bên ngoài gian nhà, khiến nàng lăn qua lộn lại tới mất ngủ. Nàng mặc áo khoác, cánh cửa gỗ được mở vang tiếng cọt kẹt. Nàng trông thấy hàng xóm sống quanh nhà nàng đứng hết ven đường, giờ cao mọn đuốc sáng trưng, như mặt trời rọi ban trưa. Sao vậy? Nguyễn Nguyễn xoa đôi mắt lim dim, bước đôi chân ngắn tùn đến trước mặt thím vương, gương mặt hiện rõ vẻ ngái ngủ giết người, thím vương thở dài thở ngắn, giọng nói pha chút thổn thức, người nữ nhân sống ở thôn phía tây kia bị giết, chính là cái người đẹp đẹp con gặp trên chợ, có đứa con trai bớt đỏ ấy. Nghe người ta bảo, thằng bé xấu xí và bà mẹ xảy ra tranh chấp, trong cơn tức giận đã giết mẫu thân. Bậy quá, nuôi nấng kiểu gì, nuôi thành tên lòng lang dạ sói. Nghe xong một nửa, đầu óc Nguyễn Nguyễn lập tức ong ong. Nàng hé miệng, khuôn mặt trắng bệch vì bị dọa, giọng nói run rẩy, làm sao có thể. Cớ sao không thể, tên tiểu tử kia giết người xong lập tức không thấy tâm hơi, hiện tại dân chúng toàn thôn được phái đi lên núi tìm. Thím vương biểu môi, cực kỳ phỉ nhổ hành vi giết mẹ này. Bà ấy ước gì, con sói mắt trắng này bị bắt ngay tức khắc, rồi dìm nó xuống nước cho hà giả. Trên núi, sắc mặt tiểu cô nương càng ngày càng đen ngòm, nàng bỗng nghĩ về điều gì đó, gión ra gión rén chạy về con đồi quen thuộc. Đêm khuya tối lửa tắt đèn, con đường nhỏ ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, nàng vừa trốn vừa chạy, té ngã mấy vòng, lòng bàn tay chi chít vết chảy xước. Từng giọt máu tươi ứa ra tạo thành những dòng nhỏ làm phần tay áo nàng ướt nhẹp. Tiếng thét tìm người vang vọng khắp núi, tim Nguyễn Nguyễn đập rộn ràng như trống bỏi, nàng liều mạng tiến lên phía trước. Nàng cảm giác rằng nàng lang thang trên núi đã rất lâu, Rốt cục nàng cũng đến nơi ước hẹn, thân thể như chú mèo hoang đứng vững trên tảng đá phẳng lặng, âm thanh đặc biệt rõ ràng giữa màn đêm yên tĩnh, thầm ca ca, huynh ở đâu? Nhỏ giọng gọi tên nhưng không một ai trả lời, Nguyễn Nguyễn đứng đó một lúc. Xung quanh tối đen như mực, sự hồi hộp vội vã ban đầu đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ sệt đang bùa vây nàng. Chân lùi ra sau vài bước, dự định rời khỏi nơi này âm thanh sột soạt nho nhỏ phát ra bên trong mớ cỏ dại một bóng người thuận thế chui ra ngoài chặn đường nàng trước khi hét lớn nàng đã kịp nhận ra người trước mặt là ai nhờ ánh trăng hư ảo đây chính là thầm ân người nàng đang tìm kiếm dẫu vậy trạng thái hiện tại của thiếu niên không đúng lắm cả người chàng run lẩy bẩy ngồi trồm hồm trên mặt đất vẻ mặt ngưng trệ ánh mắt trông rỗng tối tăm trong lòng nàng căng thẳng nguyễn nguyễn vồn vã lên trước đón chàng nắm chặt bàn tay lạnh toát của thiếu niên hỏi han, thẩm ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huy ổn chứ? Đôi môi tái nhợt mấp ma mấp máy, thẩm ân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt trăng chịt bớt đỏ lấm tấm vết máu đỏ au sền sệt, cổ họng nhúc nhích, khó khăn mờ miệng, mẫu thân của ta, chết rồi. Chàng không giết mẫu thân, nhưng không ai tin điều đó. Đêm tối, một người nam nhân lạ mặt mặt phá cửa, xông vào nhà họ. Thẩm ân luôn luôn ngủ nông, nghe được động tĩnh phía gian ngoài chàng lập tức tỉnh ngủ. Chờ tới lúc chàng lao ra, đã thấy mẫu thân mình bị tên khốn kiếp kia sờ soạn trong phòng, quần áo đồ đạc vứt loạn dưới chân. Quá phụ xinh đẹp vùng vẫy phản kháng, cổ áo bị nới rộng, lộ một mảnh da thịt trắng nõn nà. Lúc đấy, đôi mắt thẩm ân đỏ hoe, chàng bèn cầm cây xào bên hông đánh tên nam nhân kia, phát đánh vừa nhanh vừa tàn nhẫn người nam nhân bị đánh bật dậy, dựa vào men say, cầm con dao nhọn hoắc quơ loạn xả, định đâm chết thẩm ân. Nhưng thể lực giữa người trưởng thành hoàn toàn khác đứa trẻ 6-7 tuổi, hai người rằng co nửa canh giờ, thẩm ân dần tụt về thế yếu. Mẫu thân thẩm run rẩy bước xuống giường, vớ lấy khay trà đập đầu người nam nhân. Chán tên kia chảy máu, mê man một hồi lâu, nhưng hắn ta tỉnh lại càng giận dữ hơn trước. Hắn đạp thẩm ân sang một bên, dùng dao nhọn đâm chọc hơn chục nhát vào ngực mẫu thân thầm. Có lẽ là do màu máu tươi phun trào lóa mắt, tên say rượu nhất thời tỉnh rượu. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi khắp cơ thể, hắn ta bèn ném hung khí giết người tới chân thầm ân, vội vàng thu dọn chạy biến khỏi cửa, biến mất trong bóng tối vô tận. Thẩm ân lồm ngổm bò dậy, lê thân xác lào đảo định tìm đại phu, cơ mà chàng chưa đi được 10 mét, đèn đuốc hàng xóm cạnh nhà lập tức sáng trưng, chỉ trò đẩy chàng vô nhà. Chỉ tay vào nữ nhân đang hấp hối bên cạnh giường, gán cho chàng tội danh giết mẫu thân rồi lần trốn. Một số tên nam nhân từ những hộ gia đình khác mời trưởng làng đến, họ tìm dây thừng nhằm trói chàng lại, áp giải đến chỗ tra khảo, thừa dịp mấy nữ nhân trung niên không để ý, chàng nhanh chân nhảy ra ngoài ô cửa sổ. Thẩm ân không còn nơi nào để lần trốn, đành phải trú tạm ở gò núi nhỏ. Nhưng chàng không ngờ tới Nguyễn Nguyễn sẽ đến nơi này tìm mình. Chúng ta mau trốn đi, muội nghe thím Vương bảo mấy người kia lên núi bắt huynh đấy. Nguyễn Nguyễn lôi kéo ống tay áo của thiếu niên, cố hết sức lôi chàng dậy, phóng tầm mắt, chàng trông thấy vô số đuốc sáng cách họ thật gần. Gió đêm thổi vù vù ở bên tai, bọn họ chạy rất lâu, thậm chí còn không phân biệt rõ được phương hướng. Tiếng lùng bắt ồn ào dường như cứ ở bên tai họ không dám quay đầu nhìn lại, cũng không dám dừng bước chân. Nguyễn Nguyễn bỗng dưng đạp hụt chân, bởi vì tay nàng vẫn luôn kéo tay áo thẩm ân, nên hai người lập tức ngạ xuống núi. Lúc mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm trong một phòng chứa củi nhỏ, Nguyễn Nguyễn ôm đầu ngồi dậy. Ánh sáng trong phòng chứa củi mờ tối, nàng phát hiện mình đã được thay y phục, trên người mặc một chiếc áo màu xám. Cửa phòng to nặng bị mở ra, phát ra âm thanh cót két nghe thấy tiếng động, Nguyễn Nguyễn lập tức co lại, núp vào trong góc. Người đầu tiên tiến vào có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhấc nàng lên, đưa một bát thuốc đắng tới miệng, uống đi. Đây là cái gì? Nàng nhăn mặt muốn đẩy ra, nhưng lại bị người đàn bà trung niên banh cầm đổ thuốc vào. Lào nước thuốc rơi trên tay, người đàn bà kia ghét bỏ liếc nhìn nàng đang không ngừng ho khan do bị sặc, chống nạnh nói, sau này nếu mày muốn ăn cơm thì phải làm việc, Chỗ chúng tao không nuôi người rảnh rỗi." Họ khan hồi lâu, hai gò má Nguyễn Nguyễn đỏ bừng, lúc người nữ nhân kia muốn đi ra cửa thì khan giọng hỏi, "Đây là đâu? Chàng trai đi cùng với ta đâu? Đây là Thành Lăng An, còn con quái vật mà mày hỏi kia, nếu nó rảnh rỗi sẽ trở lại gặp mày." Không nói thêm điều gì khác, Cạch cửa đóng lại, ánh sáng lại tối đi. Nguyễn Nguyễn không biết Lăng An, nhưng nàng biết nàng đã không còn ở thôn nhỏ đó nữa thẩm ân thì không có tung tích không rõ sống chết ra sao nàng chỉ có thể mong đợi chàng còn sống sẽ trở lại thăm nàng như lời người nữ nhân kia mỗi ngày nàng đều đốn củi nhóm lửa khiến cho trên người dính đầy bụi đất cuộc sống như thế thoáng một cái đã qua hơn hai tháng bên trong đấu trường dưới lòng đất ở thành lăng an có một cậu bé cả người nhuốm máu y phục trước ngực bị móng nhọn xe rách đang vô cùng chật vật nằm trên đài tròn dạng khép kín cho người ta thưởng thức. Một đôi mắt tỏa ra lục quang, con chó sói đã bị bỏ đói hai, ba ngày cứ liên tục nhào vào cậu bé, không cho cậu bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Cậu bé nhanh chóng lăn sang một bên, nhưng phần lưng lại không thể tránh khỏi nên đã bị cào mấy vết. Trận thi đấu giữa người và sói này đã kéo dài gần nửa giờ, người quan sát mùi ở trên đài cao đang vô cùng hưng phấn, đều phất cờ hò reo. Cắn chết nó. Nhanh cắn đi. Đây là một canh bạc đặt tiền cược, xem cậu bé này và con sói hung ác kia, ai mới là người có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu là người trưởng thành tay không ở trước một con sói còn không thể đánh lại, huống chi bây giờ còn là một đứa trẻ. Vì vậy, số người đều đặt cược cậu bé sẽ thất bại. Để tăng trải nghiệm cho người xem, đấu trường thậm chí còn cố ý để con sói bị bắt kia đói mấy ngày chính là để cho hai bên chém giết càng kịch liệt hơn. Bọn họ không hề lo lắng cậu bé kia sẽ thất bại, bởi vì đứa bé kia chính là một con quái vật. Khi bị bán cho đấu trường, nhìn thấy đứa trẻ này gầy gò, ốm yếu đến mức gió thổi một cái là sẽ bị bệnh, bọn họ đều cảm thấy tiêu tốn 10 lượng bạc là một cuộc mua bán không có lợi lắm. Cho là nhiều lắm thì sau một trận thi đấu, cậu bé này sẽ phải chết ở trên đài. Điều làm bọn họ vô cùng vui mừng chính là cậu bé không chỉ không chết, thậm chí chỉ cần ra sân nhất định sẽ thắng. Cho dù trông như đang ở thế thua, nhưng có thể chuyển bại thành thắng ở ngay thời khắc cuối cùng, cho đối thủ một kích trí mạng, chẳng khác gì rán độc rình dập vậy. Từ đây, danh tiếng của cậu bé hết sức vang dội ở đấu trường, mọi người không biết tên thật của cậu bé là gì, đều gọi cậu bé với danh hiệu rán độc. Đây là tên người đấu trường lấy cho cậu bé. Cũng bởi vì có đứa bé này, thu nhập 3 tháng nay của đấu trường này sắp bằng thu nhập của một năm trước đây. Từ người quản sự đến tiểu nhị chạy việc vặt đều hết sức vui mừng. Một tiếng rên đứt đoạn tràn ra từ cổ họng của con sói, không ngoài dự đoán, cậu bé lại thắng. Trong mấy ngàn người trên đài đang xem trận thi đấu này phần lớn đều thua, nhưng bọn họ vẫn vui mừng, phân chấn, không hề đau lòng vì thua mất tiền. Vui vẻ là thứ rất khó tìm được nếu tôn mấy trăm hơn hay ngàn lượng là có thể có được niềm vui tràn trề thì không ai cảm thấy đây là một cuộc mua bán không có lợi người xem lần lượt rời đi gần hết thẩm ân mới phun máu ngậm trong miệng ra ngoài mặt không thay đổi đi tới trước cửa sắt ở mép đài phía sau thẩm ân một con chó sói đang co quắp tứ chi một mảng lông trên cổ bị xé rách máu đỏ ọc ọc chảy ra ngoài chẳng được bao lâu con chó sói kia cũng chết mà lúc này cửa sắt dì xét bị mở ra, một người nam nhân lực lưỡng đeo xích sắt trong tay lên cổ chàng, kéo người đi giống như dắt một con chó xuống tầng hầm ẩm ướt u ám. Bởi vì đi quá nhanh, khiến cho chàng bị loạn choạng, trên cổ lập tức hằn lên một vết đỏ. Thổ lỗ đẩy người vào lồng sắt dùng để giam thú giữ, người nam nhân lực lưỡng nhìn tay mình dính máu tanh hôi, tâm trạng lập tức trở nên không tốt, phun nước bọt về phía cái lồng, đúng là quái vật như vậy mà không chết phun xong thì định đi nhưng cậu bé đang bị giam trong lồng sắt kia đột nhiên trầm giọng gọi người nam nhân lại ngày mai chính là ba tháng như đã hẹn ta phải về thăm muội muội chuẩn bị một bộ y phục sạch sẽ cho ta quái vật thì mặc y phục cái gì không có người nam nhân tùy ý nói nhưng thấy người nọ trong lồng mắt dần đỏ lên như thể trong chốc lát sẽ phá lồng để xé nát mình nên lập tức ngậm miệng đi nhanh như chạy nạn để lại một câu biết rồi không bao lâu sau một bộ y phục cũ nát bị ném vào lồng sắt mặc dù bộ y phục này không mới nhưng sạch sẽ thẩm ân không lập tức tiến tới nhặt y phục rơi trên đất lên trên người trên tay thẩm ân bây giờ đều là máu nếu đụng vào y phục nhất định sẽ bị làm bẩn trong lồng sắt có đặt một cái thùng bên trong hiện đang có nửa thùng nước bởi vì được đưa tới từ hai ngày trước nên mặt nước phủ một lớp bụi bẩn mờ mờ có điều vẫn có thể dùng được thẩm ân nhặt khăn bị ném ở một bên lên thấm ướt nước trực tiếp lau rửa cánh tay và cơ thể vết thương chảy máu bị khăn thô ma sát càng đau hơn nhưng trong toàn bộ quá trình chàng không hề nhíu mày một lần như thể người bị đau không phải là mình đợi vết thương trên người không gì máu nữa thẩm ân mới dùng nước rửa sạch lại lần nữa rồi mới thay bộ y phục sạch sẽ kia thở hổn hển một hồi, thẩm ân khó khăn dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba tháng trước, thẩm ân và Nguyễn Nguyễn đều bị ngã xuống núi, trùng hợp được người đi ngang qua cứu. Người nọ là một thương nhân buôn bán, đánh xe ngựa đi rất lâu đến thành Lăng An, sau đó thì quay về bán bọn họ cho đấu trường dưới đất. Lúc ấy, Nguyễn Nguyễn bị đụng đầu nên vẫn luôn hôn mê, cần bạc để lấy thuốc. Nhưng đừng nói là bạc, ngay cả tự do bọn họ cũng bị mất chủ nhân đấu trường đã hứa rằng chỉ cần thẩm ân có thể thắng một cuộc thi là có thể mời đại phu đến xem bệnh cho muội muội nếu thẩm ân có thể thắng mãi thì bảo đảm nguyễn nguyễn sẽ không cần lo việc áo cơm cứ cách mỗi ba tháng còn có thể cho bọn họ gặp mặt một lần chàng bán tín bán nghi lời này nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý thẩm ân vốn dĩ đã không còn con đường nào khác ban đầu đối thủ của chàng là người trưởng thành cao to vì thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của người xem vậy nên sau đó lại có thêm một vài thú dữ tàn bạo mỗi lần ra sân chàng đều cảm thấy mình sẽ chết ở trên đó nhưng cuối cùng chàng vẫn không nỡ chết nếu mình chết tiểu cô nương trắng trắng tròn tròn đó phải làm gì đây nàng không có da dày thịt béo giống như chàng không chịu nổi dày vò ôm cái niềm tin này mỗi lần bên bờ vực sinh tử chàng luôn có thể nhặt mạng về dĩ nhiên lúc đó chàng cũng không khác gì thú dữ đối với buổi gặp mặt ngày mai thẩm ân rất mong đợi nhưng chàng cũng sợ hãi thẩm ân sợ tiểu cô nương kia nhìn mình với ánh mắt xa lạ cũng sợ thấy sự chán ghét trong mắt tiểu cô nương ấy dù chỉ là một chút đi ngủ trong sự thấp thỏm bất an trong mơ tiểu cô nương đút cho chàng một viên kẹo vừa thơm vừa ngọt giống như tiểu cô nương vậy khi tỉnh dậy chàng buồn bã trong chốc lát người ở đấu trường đã đi, lần đầu tiên được tắm ánh mặt trời sau ba tháng, tâm trạng chàng đang u ám cũng đột nhiên sáng sủa trở lại. Tiểu cô nương trắng trắng tròn tròn đó vẫn không thay đổi, vừa ở cổng đã chân ngắn bước từng bước nhỏ nhào vào người chàng. Vết thương bị chạm phải, tuy vô cùng đau đớn, nhưng trên mặt cậu bé lại không hề có gì lạ thường, xoa xoa đầu tiểu cô nương rồi dắt vào cửa, mấy tháng này có khỏe không? Vô cùng tốt, Tiểu cô nương lặng lẽ rút cánh tay bị bầm tím bởi những vết roi ra sau lưng. Tung tăng nói, thẩm ca ca, có phải lần này huynh trở về sẽ không đi nữa không? Trầm mặc trong chốc lát, thẩm ân cười, phải đi, lát sẽ đi. Gấp như vậy sao, có thể dẫn ta đi cùng không? Nguyễn Nguyễn thoáng chốc gấp gáp, hận không thể nắm lấy ống tay áo chẳng không buông. Nguyễn Nguyễn không sợ khổ, cũng không sợ mệt mỏi, còn có thể làm rất nhiều việc. Nhưng, Nguyễn Nguyễn chỉ sợ cô đơn. Chỗ đó rất hỗn loạn, không thích hợp để muội đi. Nghe lời, lần sau ta sẽ trở lại thăm muội. Thẩm ân quả thật chỉ uống một ly nước rồi đi, không thể ngồi đến giờ cơm. Chàng tới nhanh, đi cũng vội, không chú ý sau lưng có một cái đuôi nhỏ đi theo. Cái đuôi nhỏ này lén chui ra từ một lỗ chó ở góc tường, đi theo chàng đến một quán trà. Thừa dịp tiểu nhị của quán trà không chú ý đến, Nguyễn Nguyễn lặng lẽ chui vào sau khi quanh co bảy tám khúc thì tiến tới lối vào của một hành lang nguyễn nguyễn thở ra hít vào đi dọc theo đường nhỏ trong chốc lát trước mắt đã xuất hiện một cái sân to có rất nhiều người chen chúc ồn ào tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía khán đài tròn gần ba bốn mét bên dưới có mấy người thấy có trẻ con tiến vào kinh ngạc chớp mắt một cái rồi cũng không để ý đến nữa chỉ nghĩ là người bỏ tiền mua chuyện vui giống bọn họ vì vậy Nguyễn Nguyễn rất dễ dàng lách người đến vị trí đứng đầu để xem tình hình trên đài. Vừa nhìn thấy, Nguyễn Nguyễn đã sợ hãi bụng miệng. Trên đài có một con hồ to đang ung dung đi lại trên sân khấu, trong khi thẩm ân thì hơi mím môi, tay không tấc sắt đứng cách con hồ không xa. Mau cắn xé đi, sao không động đậy vậy, đã chờ nửa khắc rồi. Người trên đài cao không nhịn được, thậm chí còn có người đi xuống ném rau, hoa quả hỏng xuống dưới. Nguyễn Nguyễn thấy một quả cà chua bị thối một nửa đập vào đầu thẩm ân, nước màu đỏ chảy ra, nhỏ xuống theo mái tóc đen. Vẻ mặt cậu bé hờ hững, sống lưng vẫn ưỡn thẳng. Nước mắt lưng tròng. Nguyễn Nguyễn không khống chế được hô một tiếng thẩm ca ca. Trên đài, con ngươi của cậu bé bỗng nhiên co rút, bất chấp con hổ nhào tới chỗ mình, cậu bé khàn khàn nói, mau rời khỏi đây. Tiểu cô nương đang khóc lớn tiếng tất nhiên sẽ không thể làm theo ý muốn của cậu bé được. Con người nhỏ bé chen qua đám đông, tìm được cầu thang rồi bình bịch đi xuống, sau đó thì bị người của đấu trường ngăn lại ở tầng cuối cùng. Những người nam nhân cao to nhận ra tiểu cô nương này là muội muội thẩm ân, nhe răng hỏi, mày muốn đi vào sao? Tiểu cô nương còn chưa gật đầu, một tên trong đó đã sách Nguyễn Nguyễn lên, cười hì hì nói, thế để tao giúp mày, Huynh muội đấu với hổ nhất định sẽ càng thú vị hơn. Còn chưa dứt lời, Nguyễn Nguyễn lập tức bị người ta ném lên đài giống như con gà con, con hổ đang gào rung trời kia cách Nguyễn Nguyễn không tới một thước. Bị dọa đến nỗi đứng sững tại chỗ, Nguyễn Nguyễn trơ mắt nhìn con hổ kia đột nhiên đẩy mình ngã nhào, nước miếng nhớp nháp rơi trên mặt. Nguyễn Nguyễn nghĩ mình sắp chết rồi. Nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn không chết bởi vì con hồ kia chủ động buông lòng móng vuốt đang đè Nguyễn Nguyễn. Nó sợ hãi lui sang một bên, ngoan ngoãn như một con mèo to xác. Nguyễn Nguyễn tỉnh táo ngồi dậy, thấy vệt đỏ trên khuôn mặt của cậu bé đang đi chậm về phía nàng đã biến mất, thậm chí còn lộ ra vẻ tuấn tú ban đầu. Chàng đi tới bên cạnh Nguyễn Nguyễn rồi ngồi xuống, trong mắt mang theo ý cười, môi mỏng mở ra, tiểu sư muội nên tỉnh mộng rồi. Trong đấu trường, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, gạch ngói ngược gió rơi xuống từng cái, nhưng không đập vào người bọn họ. Đám đông đang xem trên đài cao lập tức tan biến thành những đốm sáng vàng, xung quanh trở nên trắng xóa. Tiếng gió trong rừng vẫn lớn, chiếc lá cuốn trên không trung từ từ rơi xuống đất. Mấy con chim tràn đầy sức sống bay qua mọn cây, phát ra tiếng kêu cao vút. Ảo cảnh, vỡ. Chương 24, Nguyễn Nguyễn tỉnh lại từ trong ảo cảnh thần sắc trong chốc lát có hơi đờ đẫn, sau đó cứ như là đụng phải chuyện bí ẩn gì đó rồi trở nên kinh hoàng. Nàng cẩn thận lùi về sau hai bước, cố gắng cách xa thầm ân một chút, trong lòng vẫn không thể an tâm. Nàng cảm thấy lần này bản thân thật sự sắp chết rồi, tên nam nhân lòng giả ác độc đó nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Chỉ nhìn trộm được thời thơ ấu bi thảm của chàng từ trong ảo cảnh thì cũng thôi đi, nhưng mà nàng đã biết được chàng là ma rồi trong ảo cảnh trên mặt của tiểu thiếu niên đó bị che kín bởi hoa văn màu đỏ thẫm không phải vết bớt hoặc là cái gì khác đó là ma văn là biểu tượng mà người của ma tộc mới có nhưng mẫu thân của thẩm ân là một phàm nhân bình thường huyết thống ma tộc chảy trên người chàng chắc là đến từ người phụ thân trước giờ chưa từng lộ mặt đó đều nói ma tộc tính cách tàn bạo lại lang thang không bị ràng buộc thật sự làm được, vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất chiêm thân. Cho nên có lẽ là gặp được nữ nhân xinh đẹp đó, mới cùng nhau có một đêm phong lưu. Không biết, hoặc là căn bản không thèm để ý nữ nhân đó mang thai đứa con của mình, nếm được mùi vị liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đứa trẻ có nửa phần cơ thể là ma đó sau khi sinh ra, trên người sẽ tự mang một loại ma lực yếu hơn những đứa trẻ của ma tộc chính gốc nhiều, vì thế mà biểu tượng tượng trưng cho ma tộc là ma văn mới không đọc mãi ở trên mặt. Chỉ đợi ma lực trở nên mạnh hơn, cũng sẽ dần tiêu tán, cho đến khi biến mất không còn tâm hơi. Cũng là nhớ cái ma văn đó mới khiến Nguyễn Nguyên đoán được một thân phận khác đã được giấu đi của thẩm ân. Hóa ra trong cốt truyện ban đầu có đề cập đến người con của trời có tấm lòng rộng mờ này sẽ giống như bị phát điên, dường như có dấu hiệu nhập ma ở trong bí cảnh, không phải là sinh tâm ma khả năng lớn hơn là vì những trải nghiệm kinh khủng lúc xưa tái hiện lại trong ảo cảnh, tiếp đó bị kích thích, thích phát ra ma tính đã bị thu liễm. Những thứ xảy ra trong quá khứ đã trở thành lịch sử, không thể thay đổi được nữa. Vậy thì vấn đề đến rồi, đối mặt với một người từng gặp phải cảnh ngộ có thể nói là bi thảm như vậy, nàng nên làm thế nào mới có thể hóa giải oán khí được tích tụ trong lòng chàng, khiến chàng cảm nhận được một chút ấm áp đây sầu đến tóc của Nguyễn Nguyễn sắp rụng rồi. Nhưng trước mắt thứ quan trọng hơn chính là nàng phải giữ lại được cái mạng nhỏ của mình trước. Mũi chân thử đưa lên trước giò xét nửa bước, đón lấy ảnh mắt khó hiểu của tên nam nhân. Nguyễn Nguyễn kéo khóe miệng cứng ngắc của mình nở nụ cười. Đại sư Huynh, cái này, ta đã mơ một giấc mơ kỳ quái. Đuôi lông mày của nam nhân đẹp mắt có dáng người xuất trần khẽ nhíu lại. Trong lòng Nguyễn Nguyễn đột một vang lên tiếng chuông cảnh báo nhanh chóng nói hết nửa câu sau, nhưng ta đã không còn nhớ gì nữa, thật đó. Hai gò má trắng nón của thiếu nữ bởi vì cảm xúc kích động mà ửng đỏ lên một lớp mỏng, đôi mắt to linh động cũng không ngừng xoay tròn, thoạt nhìn sẽ thấy là đang có ý định quỷ quái gì. Bản thân nàng có lẽ cũng không rõ, một khi nói dối thì đôi mắt của nàng sẽ luôn cứ lay động không cố định, chính là không dám nhìn thẳng chàng. Qua đây! nam nhân bạch y như tuyết khàn giọng gọi một câu, thân hình cao to đứng ở trong khu rừng to lớn, làm tăng thêm vài phần khôi ngô, mạnh mẽ. Trong lòng đang trần trừ, Nguyễn Nguyễn vốn không giống như thường ngày vui vẻ chạy tới. Nam nhân không chút kiên nhẫn rất nhanh liền xa sầm mặt, giơ tay trực tiếp bắt thiếu nữ thần sắc còn đang mơ màng qua. Cảm nhận được cơ thể của mình đột nhiên không chịu khống chế mà bay vọt lên, bay về phía người nam nhân đang đứng. Nguyễn Nguyễn khóc không ra nước mắt, lúc đôi bàn tay to lớn chỉ mang cảm giác lạnh lẽo đang mơn mờn cái cổ yếu đuối của mình. Cả người nàng không khác nào một con cá mặn đang bị bóp chặt cổ. Toi rồi, cổ của nàng sắp bị vặn đứt rồi, vùng vẫy không thoát được, chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh đi đến. Nhưng nỗi đau đơn trong tưởng tượng vẫn chưa rơi xuống trên người, đôi tay lạnh lẽo đang mơn mớn trên cổ nàng đột nhiên vén một sợi tóc bên tai nàng đôi môi ấm áp và hơi nóng đến bên tai nàng, giọng nói pha trò vang lên, tiểu sư muội, muội nhắm mắt lại làm gì vậy? Là đang chỉ rõ hãy hôn muội sao? Ta không có, bị câu nói không đúng lúc này làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng, Nguyễn Nguyễn trầm mặc chốc lát, duỗi ngón trỏ mảnh khảnh như sợi hành đâm vào lồng ngực cứng rắn đó, sụ mặt nói, đại sư huynh, hình ảnh của huynh bị phá vỡ rồi. Đóa hoa cao lãnh, không gần nữ sắc đã nói từ trước đâu rồi cái này đã lẳng lơ đến sắp gãy chân rồi hơn nữa bây giờ là lúc đề nghị đến chuyện như thế này sao chẳng lẽ không phải nên vừa bóp cổ nàng vừa chất vấn nàng biết được gì sao trong lúc nàng hứa hẹn sẽ giữ bí mật sẽ nở một nụ cười tà mị rồi vặn đứt cổ nàng lạnh lùng nói chỉ có chết mới thật sự sẽ miệng kín như bưng mặc dù nàng vốn không hy vọng bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy nhưng đây mới là cách mở ra đúng nhất, trong thoại bản đều viết như vậy mà. Sao mà rơi đến trên người nàng, sự phát triển này hình như có hơi không đúng lắm. Hình ảnh là cái gì? Ánh mắt của Thẩm Ân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ trắng nõn của thiếu nữ, miệng hỏi một câu. Trong mộng cảnh xuất hiện tiểu sư muội, bàn thu nhỏ, so với dáng vẻ khi đã lớn lên thì cũng không khác là bao, đều giống như một cái bánh bao trắng, ngoan ngoãn làm người ta hài lòng khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra ý yêu thích. Không chỉ như vậy, tác phong làm việc ngớ ngẩn, đơn thuần đó đúng thật là một chút cũng không thay đổi. Lúc nhỏ trông mốc nghếch, bây giờ lớn lên vẫn thỉnh thoảng phạm phải điều ngớ ngẩn. Dáng người không to lên được bao nhiêu, trí thông minh cũng giống vậy. Có điều cũng vì gặp được tiểu sư muội lúc nhỏ, thiếu sót đang tiếc trong lòng chàng được bù đắp vài phần thậm chí còn có chút cảm kích cái ảo cảnh từng khiến chàng chán ghét đến bây giờ. Phạm Hiển Chí bảo, xung quanh nhất định sẽ có yêu thú hoặc là những đồ vật bảo hộ mở ra linh trí khác. Mà thứ khiến bọn họ rơi vào ảo cảnh ác mộng này là thứ chuyên để bảo vệ cửu U Liên mà sinh ra. Nó có thể nhận biết được chuyện hoảng sợ nhất bị con người giấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, đồng thời theo sự hoảng sợ đó mà tạo ra một giấc mộng rồi nhốt con người ta vào trong ác mộng không đáng sợ thứ đáng sợ là những chuyện xảy ra trong giấc mộng đều là những gì chân thực đã từng xảy ra với người chủ mộng mà người chủ mộng chính là chủ nhân của mộng cảnh cả cái mộng cảnh đều xoay quanh người nhập mộng mà triển khai muốn phá vỡ được ảo cảnh nói khó cũng không khó nói đơn giản cũng không đơn giản chỉ cần người chủ mộng ý thức được chính mình đang ở trong mộng đồng thời sinh ra dũng khí đối mặt với ác mộng là được thông tục mà nói chỉ cần những chuyện cũ tồi tệ đó được lật qua như trang sách khi không thể dấy lên chốt bọt sóng trong lòng ảo cảnh tự nhiên cũng sẽ bị phá vỡ nhưng thẩm ân ở kiếp trước lại bị nhốt trong ảo cảnh rất lâu không ngừng trải qua những chuyện đặc biệt muốn quên đi một lần rồi lại một lần nếm trải những kinh khủng và đau khổ đó cứ như vết thương ngoài mặt đã kéo mày thực tế thì máu thịt dưới vết thương đó đã thối rữa, đụng không được chạm không được một khi chạm vào thì sẽ đau như gân mạch bị xé toạc ra. Vì vậy mà chàng trở nên điên dại, mà tính tiềm ẩn trong người bị dẫn dắt ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, khi mộng cảnh tái hiện đến lần thứ bảy, chàng đã giết hại hết những người ở trận thi đấu. Lần thứ tám, chàng giết sạch hết những người trong cái thôn nhỏ đó, máu của thẩm ân ngấm xuống đất đai, khiến một vùng đất lớn bị nhuộm thành màu đỏ chàng vốn dĩ nên bị nhốt trong ảo cảnh vĩnh viễn không ra được, là trong lúc sư tôn vô vọng nhận chàng làm đồ đệ đã đánh chú thanh tâm vào trong có thể chàng mới miễn cưỡng gọi về được vài phần lý trí của chàng. chàng bừng tỉnh phát hiện bản thân mình đang ở trong mộng, song vẫn không ra được, mà chướng trong lòng sinh sôi, ép đến chàng thở không nổi, giết đỏ cả mắt cũng sinh ra tội ác tày trời, thậm chí ảnh hưởng đến đèn sinh mệnh, khiến cho ma khí khác quấn quanh chợt sáng chợt tắt. Đệ tử phụ trách trông coi đèn sinh mệnh của Linh Vân môn lập tức đem tình huống khác, thường đột nhiên xảy ra này bẩm báo cho trưởng môn vô vọng. Cũng may là kịp thời, một tia thần thức của sư tôn đi vào bí cảnh, nhốt ao cảnh của chàng lại từ bên ngoài rồi mạnh mẽ xé ra. Lúc này chàng mới có được một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng vẫn làm cho bản thân mình vô cùng chật vật. Mà lần này thì khác, trong cơn ác mộng nhốt chàng lại nhiều thêm một Nguyễn Nguyễn thật ra thẩm ân không muốn kéo Nguyễn Nguyễn vào trong ảo cảnh, đúng thật là ma xui quỷ khiến mà cùng vào trong mộng Cũng vì vậy, trong tuổi thơ đã vỡ nát ở trong mộng, chàng khó khăn lắm mới nếm trải được chút vị ngọt. Mùi vị ngọt ngọt đó dần ngầm vào trong lòng chàng, vị đắng khô khan cũng dần rút đi. Cái bánh bao trắng nhỏ đó vô chi vô giác đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong đáy lòng chàng. Bởi thế những lúc khi nàng suýt nữa mất mạng, chàng mới lo lắng như vậy. Ý nghĩ muốn cứu người mãnh liệt tràn ngập trong đầu óc chàng khiến chàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật ra, nàng đã trở nên quan trọng nhất rồi. Những sự kinh khủng và oán hận đó đều đã qua rồi. Chàng không nên cứ bị những chuyện cũ đó trói buộc. Thế là, ảo ảnh bị phá vỡ rồi. Nói ra thì thật sự phải cảm tạ thiếu nữ có vẻ mặt ngơ ngác đang đứng trước mặt chàng. Nếu không phải nàng, chàng cũng không thể nhanh như vậy đã phá vỡ ma chướng trong lòng. Có điều, Tiệc cô nương này hình như hiểu lầm cái gì rồi. Khoảnh khắc mở mắt ra thấy chàng thì lông mi bỗng run lên. Cho dù bây giờ đang được chàng ôm eo, cơ thể nhỏ nhắn đó vẫn có chút run dày. Hình ảnh, sắc mặt Nguyễn Nguyễn nghiêm chỉnh, đàng hoàng trịnh trọng giải thích vớ vẩn, hình ảnh chính là theo đuổi. Ví dụ như kỳ tài tu luyện như đại sư huynh, thì nên theo đuổi đại đạo, sớm ngày phi thăng. Thẩm ân đam chiêu tập trung suy nghĩ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu nói, sai rồi. Nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của thiếu nữ, chàng nói, nếu như giải thích như vậy, vậy hình ảnh của ta nên là khi say gối lên chân mỹ nhân mới đúng. Không nhịn được mà giật giật khóe môi, Nguyễn Nguyễn im lặng nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của nam nhân một lúc, sắc mặt có hơi một lời khó nói hết, vẫn là nên thôi đi. Nhưng nhướng mày, thẩm ân không nói thêm gì nữa nắm lấy cổ tay của thiêu nữ dẫn đến trước cây đại thụ đang tỏa ra kim quang, hái một đóa cửu u liên lớn hơn bàn tay chàng một chút. Sau đó đầu món tay lấy ra một viên hạt sen đang thấp thoáng dưới nhụy hoa ra, trong chốc lát liền nhét vào trong miệng thiêu nữ. Chàng nhìn thấy thiêu nữ lập tức cau mày, hơi cúi người muốn nhổ ra. Nếu muội dám nhổ ra, thì sẽ tự mình nhặt lên ăn lại, ăn cùng với bùn đất dính trên đó. Thẩm ân cười thật ôn nhu lời nói ra lại vốn không dịu dàng như trên mặt của mình biểu hiện ra. Nhìn lại vẻ kích động muốn nhổ ra, Nguyễn Nguyễn nhăn mặt khó chịu, hồi lâu mới gượng ép đem viên hạt sen đắng ngắt đó nuốt xuống. Sau đó lẻ lưỡi ra, lật trong túi mà nàng đưa cho thẩm ân lấy ra một cái bánh ngọt đưa vào trong miệng. Trong lúc đó, ánh mắt của thẩm ân vẫn rơi trên mặt nàng, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nhỏ nào. Lại qua một lúc lâu sau, sắc mặt chàng có hơi quái dị nhíu mày hỏi, có cảm giác khác là gì không? Có, cực kỳ đắng, Nguyễn Nguyễn nuốt cái bánh ngọt trong miệng xuống, đôi mắt long lanh, uất ức trả lời một câu. Trên mặt nam nhân trước giờ hờ hững bị nứt nẻ trong phút chốc, trở nên trầm mặc một cách hiếm hoi. Chàng không tin tà duỗi một bàn tay ra, truyền một tia linh lực vào trong người thiếu nữ, đi khắp một vòng nhận được sự phản hồi. Thời gian chàng im lặng càng lâu. Một lúc sau, thẩm ân ngước mắt lên, khóe môi phát ra tiếng thở dài. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn mờn trên mái tóc đen như thác nước của thiếu nữ, trên vẻ mặt lộ ra một chút bất lực, đúng là tiếc cho một cây linh thực, bộ phận tinh hoa nhất đưa vào người muội lại không có chút hồi đáp nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lời nói lại không sinh ra ý trách cứ nào. Chợt, xem ra nếu như muốn nâng cao tu vi của muội lên trúc cơ, chỉ có một con đường có thể đi rồi đường gì nguyễn nguyễn thuận theo đó mà hỏi tiếp ánh mắt người nam nhân lúc này mang ý tứ sâu xa từng câu từng chữ nói song tu âm dương điều hòa ngũ hành khụ 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 cổ và lỗ tai của thiếu nữ dần hiện lên một màu hồng đẹp đẽ phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn